Lời nói đầu tiên, em xin gửi đến ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Em xin tự giới thiệu, em tôi là Phạm Trương Phúc Nhã, học sinh lớp 4A, trường tiểu học A thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thưa quý thầy cô và các bạn, chắc hẳn trong tim mọi chúng ta luôn nhớ về Bác Hồ kính yêu, về lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn cái cuộc đời của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hôm nay em rất vui khi được tham gia hội thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến tỉnh An Giang. Đôi dép đơn sơ, đôi dép Bác Hồ, Bác đi từ ở chiến khu Bác về. Vâng, câu chuyện đôi dép Bác Hồ trích từ câu chuyện Từ đôi dép đến chiếc ô tô trong quyển sách Những chuyện kể về đức tính giản dị khiêm tốn của Bác Hồ của tác giả Minh Anh. Theo lời kể của thiếu tướng Phan Văn Sò, có 140 trang do nhà xuất bản Lao Động phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Tân xuất bản vào năm 2008, là một ví dụ về đức tính giản dị tiết kiệm của người. Sau đây, em xin gửi đến quý thầy cô cùng các bạn câu chuyện Đôi dép Bác Hồ. Đôi dép của Bác ra đời vào năm 1947, được chế tạo từ một chiếc vỏ lớp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đó cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ, đi vừa chân Bác. Một lần đi công tác, Bác nói vui với các anh em chiến sĩ đi cùng: đi là đôi hài vạn dặm trong chuyện cổ tích ngày xưa, đôi hài thần đích, đi đến đâu mà sẵn được. Chẳng những khi hành quân mà cả mùa đông, Bác đi thêm đôi tất cho ấm chân, gặp suối mặt trời mưa trơn, bùng nước còn dép khó đi, Bác tuột dép sắp tay. Khi đến thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đen vụn vặt, Bác sắn quần cao, lội ruộng, tay sắt hoặc nách kẹp đôi dép. Tiếp khách trong nước, khách quốc tế vẫn thường thấy Bác đi đôi dép ấy. 11 năm rồi vẫn đôi dép ấy, các đồng chí cảnh vệ có 3 lần xin Bác đổi dép, nhưng Bác bảo vẫn còn đi được. Cho đến một lần khi Bác đến thăm Ấn Độ, lên máy bay, Bác ngồi buồng riêng, các anh em lập mèo, giấu dép đi, để sẵn đôi giày mới. Khi máy bay đáp xuống New Delhi, Bác tìm dép, các anh em thưa: có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi thưa Bác. Bác ôm tồn nói: mặt biết, các chú giấu dép của Bác chứ gì? Đất nước ta còn chưa độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su, nhìn bên trong lại có đôi tất nối, thế là đủ lắm rồi, nhưng vẫn ít sức. Thế là cái ông tham mưu con phải trả dép để Bác đi, vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi. Trong suốt quãng thời gian ở Ấn Độ, các chính khách, nhà báo, quay phim, chụp ảnh đã rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống, sơ, nắm quai dép, thi nhau bấm máy từ rất nhiều góc độ. Họ cứ ghi ghi chép chép, làm các anh em cảnh vệ một phen xem chừng và bảo vệ đôi hài thần kỳ ấy. Năm 1960, khi Bác đến thăm một đơn vị hải quân nhân dân Việt Nam, vẫn đôi dép thâm niên ấy. Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn nuôi của đơn vị. Các chiến sĩ rồng rắn kéo nhau, ai cũng muốn chen chân đến gần Bác hơn. Bác vừa vỗ vai chiến sĩ này, nắm tay chiến sĩ khác, bỗng Bác bảo: ôi thôi, các cháu giẫm năm tuột quai dép của Bác rồi. Nghe Bác nói như thế, mọi người im lặng dừng lại nhìn đôi dép của Bác, rồi lại ầm ĩ trở lại: thưa Bác, để cháu sửa, để cháu có rút dép tay à. Không gian ầm ĩ trở lại, các đồng chí cảnh vệ chỉ đứng một bên và cười,
Vì biết đồ dép của bác đã phải đóng gương sửa mấy lần rồi, có rút thì cũng vô ích. Bác cười nói, cũng phải để bắt lại gốc cây đằng kia, có chút dự trữ. Nói xong, bác lẹp xẹp lết đôi dép lại gốc cây. Một tay bác vịn vào cây, một chân co lên tháo dép ra. Bác thách thức nói, nào, cháu nào giỏi sửa hộ dép giúp bác. Một anh nhanh tay giật lấy đôi dép giơ lên cao lúng túng. Anh bên cạnh nhìn thấy, liền giật lấy đôi dép chạy vút đi mất. Bác nhìn dục, ơ kìa, ngắm mãi thế, sửa dép nhanh cho bác con đi nào. Anh lúc nãy chạy về với một chiếc búa còn và mấy cái đinh, phút chốc đôi dép đã được sửa xong. Các đồng chí không may mắn buộc chữa dép cho bác liền phàn nàn, tại dép của bác cũ quá. Bác ơi, bác đổi dép đi bác. Bác nhìn các chiến sĩ và nói, các cháu nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Tuy dép của bác có cũ, nhưng nó mới chỉ tuyệt quai. Cháu đã chữa lại chắc chắn thế này cho bác thì vẫn còn thọ lắm. Mua đồ mới sẽ đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết, ta cũng nên tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo. Qua hình ảnh đôi dép cao su cho chúng ta thấy được đức tính giản dị, tiết kiệm của người. Dù ở địa vị càng cao, nhưng người lại càng giản dị, cả một đời không xa xỉ hoang phí. Bác là tấm gương sáng ngời cho chúng em noi theo. Em hy vọng mỗi bạn học sinh chúng ta luôn không ngừng học tập và làm theo tấm gương sáng của bác. Điều quan trọng nhất là biến những tình cảm, tình yêu dành cho bác thành những hành động đẹp, thiết thực, có ích cho xã hội, cho đất nước. Giống như lời bác đã căn dặn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Em xin được kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn quý thầy cô, ban giám khảo cùng các bạn đã lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại.